Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau thảo luận và trả lời các câu hỏi của bài 2 An toàn trong phòng thực hành Sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các câu hỏi ở mục 2 Một số quy định an toàn trong phòng thực hành Câu hỏi 1 mục 2 Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt? đeo găng tay và mặc áo choàng nếu có khi làm thí nghiệm với các hóa chất. Đầu tiên, chúng ta biết rằng trong phòng thí nghiệm là nơi để nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học. Trong đó có chứa rất nhiều các hóa chất cùng với các dụng cụ thí nghiệm. Có rất nhiều rủi ro và nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Những rủi ro này có thể dẫn đến các ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của người nghiên cứu. Vậy nên, chúng ta cần phải đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng khi làm thí nghiệm với các hóa chất để tránh việc các hóa chất có thể bắn vào mắt, vào cơ thể cũng như là gây nguy hiểm đến sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Câu hỏi 2 của mục 2. Câu hỏi 2 có hai ý. Ý A. Tại sao chúng ta cần phân biệt những ký hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành? Ý B. Hãy chỉ ra các nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế ứng với mỗi ký hiệu trong những hình dưới đây. Trả lời. Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt được những ký hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành để có thể nhận biết được những nguy hiểm và có thể bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm đó. Đối với ý B, chúng ta sẽ quan sát bốn hình. Ở hình A đây là biển cảnh báo về điện cao thế. Hình B là cảnh báo về các hóa chất có tính ăn mòn cao. Hình C là cảnh báo về các chất độc và hình D là cảnh báo về các chất độc sinh học. Hoạt động của mục 2 trang 12. Vẽ hai cột, cột 1 là cột an toàn, còn cột 2 là cột không an toàn trên phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây vào đúng cột chúng ta sẽ có những tình huống như sau tình huống a thực hiện theo chỉ dẫn của giáo viên báo cáo với giáo viên ngay nếu thấy mối nguy hiểm ví dụ như một sự cố bất thường làm nứt vỡ dụng cụ thủy tinh đổ tràn hóa chất ra bàn trường hợp a là một trường hợp an toàn trường hợp b dùng tay để kiểm tra mức độ nóng của vật khi đang đun vật khi đang đun thường có nhiệt độ rất cao khi chúng ta dùng tay để thử nghiệm có rất dễ để gây bỏng cho chúng ta. Đây là một hành động không an toàn. Trường hợp C, ngửi hoặc nếm xem, tìm hiểu xem hóa chất có mùi, có vị lạ không. Đây là một trường hợp không an toàn vì trong phòng thí nghiệm có rất nhiều hóa chất và chúng ta không thể đảm bảo được rằng hóa chất này có gây hại được cho sức khỏe của mình hay không. Trường hợp D, đọc kỹ nhãn ghi trên mỗi lọ chứa hóa chất Cẩn thận khi làm thí nghiệm với các hóa chất có tính ăn mòn, rửa tay kỹ sau khi sử dụng các hóa chất. Đây là một hành động đáng đáng tuyên dương và đây là một trường hợp an toàn. E. Cẩn thận khi cầm đồ thủy tinh, dao và các dụng cụ sắc nhọn khác. Đây cũng là một trường hợp an toàn. G. Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào thực vật hoặc động vật. Đây cũng là một trường hợp an toàn. H. Dọn dẹp và cất hết thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm, vứt bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định. Đây là một trường hợp an toàn giúp chúng ta có thể tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Vậy, chúng ta sẽ điền bảng như thế nào? Với các ý A, D, E, G, H chúng thuộc cột an toàn. Những ý không an toàn gồm có B và C. Trên đây, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu và giải đáp các câu hỏi của mục 2, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các em ở những câu hỏi tiếp theo.